về cái phần tiếp theo, đó là cái mẫu cua ốp. Cua ốp thì cái mẫu này được nó được chế tạo giống hệt như cái mẫu cua ốp của cái bản Hilux Adventure, và khi chúng ta ráp lên thì nó khá là đơn giản, thì nó sẽ đi vào những cái ốc zin, là những cái phần ốc zin ở bên trong như thế này, mọi người thấy đó, nó bắt zin vô đây, và bên phần trên này nó sẽ được dán vào cái keo 3M ở bên trong, thì nó rất là chắc chắn đó, mà giật ra không có được. Ok đó. Và cái phần đằng trước thì cũng vậy mọi người, phần đằng trước nó cũng sẽ được dán một cái mẫu keo ốp giống như vậy đó, keo ốp 4 bánh. Thì phần đằng trước này nó chế tạo tương tự, nhưng nó sẽ làm rời cái phần này để cho cái cản của chúng ta, cái cản phía trước này, khi mà chúng ta tháo cái cản ra thì nó sẽ rời luôn, chứ nó không dính cả một cái phần cua ốp cho cả cái mặt trước như thế này, thì chúng ta sẽ không tháo thì rời cái cản này ra được khi mà chúng ta cần phải xử lý cái gì đó ở cái cản như thế này đó. Thì mà cái mẫu cua ốp và cái khung thể thao. Về phía sau này thì một cái phụ kiện không thể thiếu được, đó chính là chiếc nắp thùng. Thì đây là chiếc nắp thùng cuộn Sportage 4 cuộn cơ đó, hoàn toàn bằng nhôm, được sơn tĩnh điện. Mọi người có thể coi cái form của nó ở đây. Thì cái mẫu nắp thùng cuộn như thế này nó sẽ không có thay đổi cái form của cái xe của chúng ta đó. Và nó rất dễ sử dụng, tạo ra một cái không gian chở hàng thoải mái, gần như là nó không có chiếm nhiều diện tích chở hàng của cái thùng xe bán tải như thế này. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của DNA Auto, và xin chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ.